100 lời khẳng định tích cực cho buổi sáng diệu kỳ. Tôi là người giỏi nhất. Những từ này được Muhammad Ali tự lặp đi lặp lại cho bản thân mỗi ngày, và cuối cùng anh ấy đã thực sự trở thành võ sĩ đấm bốc giỏi nhất thế giới. Tự khẳng định là một trong những công cụ hiệu quả nhất để bạn trở thành con người mà mình mong muốn, để có thể đạt được mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Tự khẳng định cho phép bạn thiết kế và phát triển tư duy, những suy nghĩ, niềm tin bạn cần có để đưa mỗi lĩnh vực trong cuộc sống đến một tầm cao mới. Chúng ta thường xuyên có những cuộc đối thoại với bản thân. Chúng ta giờ này qua giờ khác và rất nhiều lần, những cuộc đối thoại đó đi theo hướng tiêu cực. Tin tốt là chúng ta có khả năng thay đổi và cải tiến sự lập trình trong bộ não của chúng ta. Chúng ta có thể tái lập trình chính bản thân chúng ta để có thể vượt qua những nỗi sợ hãi, lo lắng, những thói quen xấu, những niềm tin tiêu cực hay những hành vi mà chúng ta đang có, để chúng ta có thể đạt được những thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào mà chúng ta mong muốn. Dưới đây sẽ là 100 lời tích cực cho buổi sáng diệu kỳ. Lời khẳng định tích cực cho hạnh phúc. Tôi luôn có mọi thứ tôi cần để được hạnh phúc. Tôi sống tích cực và chỉ thu hút những điều tốt nhất đến với cuộc sống của tôi. Tôi yên tâm cho phép cuộc sống của tôi cởi mở. Hôm nay và mỗi ngày, tôi chọn hạnh phúc. Tôi là người vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc và tình yêu. Khẳng định cho lòng biết ơn. Hôm nay, cơ hội tốt đẹp tràn đến với tôi và tôi mở lòng đón nhận nó. Tôi dành thời gian để bạn bè thấy rằng tôi quan tâm đến họ. Tôi biết ơn vì được sống. Một ngày khác, tôi nhìn thế giới tràn đầy màu sắc và mới mẻ. Tôi xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp đến theo cách của tôi ngày hôm nay. Khẳng định tích cực cho sự tự tin. Tôi tin vào bản thân này. Hôm nay, mỗi ngày, tôi chọn sự tự tin. Tôi tỏa ra năng lượng tự tin, chắc chắn và lạc quan. Tôi can đảm mở ra và đi qua mọi cánh cửa cơ hội. Tôi làm chủ cuộc sống của tôi. Tôi có sức mạnh để sống với những ước mơ của mình. Tâm trí của tôi có sức mạnh vô hạn. Tôi đứng lên vì những gì tôi tin tưởng. Tôi hành động với lòng can đảm và tự tin. Khẳng định tích cực cho tình yêu. Tôi yêu bản thân mình hơn mỗi ngày. Tôi may mắn có một gia đình đáng kinh ngạc và những người bạn tuyệt vời. Tôi trao cuộc sống của mình cho thế giới và thế giới gửi lại cho tôi tình yêu. Tôi nhìn thấy tình yêu xung quanh tôi. Người yêu mà tôi tìm kiếm cũng đang tìm kiếm tôi. Tôi yêu người bạn đời của mình bằng cả trái tim này. Tôi biết ơn rằng tôi có thể chia sẻ cuộc sống tươi đẹp này với vợ, với chồng của tôi. Tôi bao quanh mình với những người tích cực và yêu thương. Ngày hôm nay, tôi có thể gặp tình yêu của đời tôi. Tôi đã sẵn sàng đón nhận tình yêu. Lời khẳng định về tiền bạc. Tiền tuôn chảy không ngừng vào cuộc sống của tôi. Tôi xứng đáng được giàu có. Tôi luôn dư giả tiền bạc cho cuộc sống của tôi. Tiền chảy vào tôi như một dòng sông vàng tuyệt đẹp. Tiền sinh sôi trong tài khoản của tôi. Tôi đầy ắp những ý tưởng kiếm ra tiền. Tôi là thỏi nam châm, thu hút rất nhiều tiền. Tôi là chiếc máy in tiền. Tôi cho đi hào phóng tiền bạc để nhận lại cử khôi. Lời khẳng định tích cực về năng lực lãnh đạo. Tôi nghĩ, hành động và giao tiếp như một nhà lãnh đạo. Tôi là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng. Tôi là một người giao tiếp hiệu quả. Tôi là một hình mẫu lý tưởng cho người khác noi theo. Tôi là một nhà lãnh đạo làm gương. Lời khẳng định tích cực để phá vỡ thói quen xấu. Tôi luôn có thói quen tích cực. Ngày hôm nay, tôi từ bỏ thói quen xấu và tiếp nhận những thói quen mới tích cực hơn. Tôi đã từ bỏ thói quen xấu của mình và tôi rất biết ơn vì điều đó. Bây giờ tôi đã thoát khỏi những thói quen xấu của mình.
khẳng định tích cực cho sự tha thứ. Tôi tha thứ cho tôi. Những gì tôi đã làm trong quá khứ và bây giờ tôi có thể tạo ra tương lai của mình. Tôi tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn thương tôi trong quá khứ và tiến về phía trước với một tâm hồn trong sạch. Tất cả mọi thứ đang xảy ra bây giờ đang diễn ra vì lợi ích cuối cùng của tôi. Tôi thích đối mặt với những thách thức. Chúng cho phép tôi phát triển. Có một lợi ích và một cơ hội trong mọi kinh nghiệm tôi có. Tôi luôn luôn ở đúng nơi, đúng thời điểm. Tôi có mọi thứ tôi cần để vượt qua thử thách này. Tôi là một người tốt hơn sau những thách thức mà tôi phải đối mặt. Tôi học hỏi và trưởng thành từ những trải nghiệm trong quá khứ. Khẳng định tích cực cho hiệu suất. Tôi kỷ luật và làm việc hiệu quả trong một mọi việc mà tôi làm. Tôi đang phá vỡ những thói quen cũ và tạo ra những thành công mới. Tôi trở nên năng suất hơn mỗi ngày. Tôi có kỷ luật không lay chuyển và vì điều này tôi sẽ thành công. Tôi luôn chiến thắng vì tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Thời gian là tài nguyên quý giá đối với tôi, do đó tôi sử dụng nó một cách khôn ngoan. Khẳng định tích cực cho giá trị bản thân. Tôi là người gợi cảm, tôi là người đẹp nhất mà tôi biết. Tôi có một trái tim vàng và chia sẻ điều này với thế giới. Tôi có quyền ngay bây giờ để quyết định những gì mà tôi muốn làm. Tôi là một món quà cho thế giới này. Tôi là duy nhất trên thế giới này. Khẳng định tích cực cho cuộc sống. Cuộc sống của tôi chỉ mới bắt đầu. Tôi giàu sức khỏe, tôi giàu có tiền bạc, tôi giàu có mối quan hệ và tình yêu. Cơ hội và lợi thế đến với mọi cánh cửa mà tôi mở ra. Tôi càng cho đi, tôi càng nhận được nhiều hơn. Tôi có sức mạnh để thay đổi suy nghĩ của mình trong một giây. Tôi có sức mạnh để thay đổi bản thân. Tôi cho phép mình tận hưởng cuộc sống này. Tôi đang thay đổi thế giới này. Tôi luôn bình an với tất cả những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra.